Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một bài hòa tấu du dương với tiếng đàn tranh và tiếng sáo. Vâng, xin hỏi quý vị, ai là nghệ sĩ chơi saxophone? Gì vậy? Gì kỳ vậy? Vậy đó. Shine when she's gone, there is sunshine when she's gone, there is sunshine when she's gone. Thưa quý vị, bài đó tôi thuộc con câu luôn, con câu đó. Tôi chỉ hát được như vậy thôi. À, xin lỗi chế. Bẻ xác không được chứ cái tay nắm bẻ được đó. Tưởng bẻ rớt xuống rồi. Làn da trắng mọng làm phụ nữ thật tuyệt, nhưng em không được là phụ nữ, em là con trai. Còn người cuối cùng em tới là để chia tay vì anh ấy đã hoa có chủ. Nói chung là em là Trần Minh Quý, năm nay 25 tuổi. Em là nhiếp ảnh gia, không phải do sĩ Mai Thái. Việc mà có dồi trường thấy sai sai rồi.